Chào bạn, hôm nay thì Trần sẽ tiếp tục cái phần mà cái con hai cái con led bài đọc và có thêm cái con button, tức là có thêm cái nút bấm này nữa. Đấy. Nút bấm sẽ được nối về chân số 1 của board. Board 1 tức là từ chân số 1 cho đến chân số 8 ấy. Và ở đây thì ta nối bọc hai vào cái hai con led bài đoạn này. Đây ta thấy nó giao chân này. Nhìn con rõ mình thấy không? Đấy. Ở đây. Đấy. Ở đây ta lại xem thử đây này. Đây chính là nhìn con rõ mình này. Đây là cực B này, cực B của con đan này. Đây là cực E của con trang này, có hình mũi tên hướng vào này. Đấy, đây là cực C của con trang này. Hai cái cực C của con trang V1 và V2 sẽ được nối với nhau và được nối chung với U1, được chưa? Đúng không? Cực E, hai cực E của con V1 và trang V1 và trang V2 sẽ được nối với đầu dương của con led 7 bài đoạn. Và các chân vị trí ABCD sẽ nối lần lượt với bot 2.0, bot 2.1, bot 2.2. Ở bot 2 thì nó chính là từ chân số 21 đến chân số 28 của con AT89C51. Đấy. Các bạn nhớ cho rõ. Nhớ nhá. Đấy. Đây nó hơi khó nhìn tí, từ từ để mình chỉnh lại. Đấy. Và ở đây con button các bạn nhìn thấy này, R thì được nối với chân dương và button sẽ được nối với chân âm, đúng không? Như thế chúng ta đã phân tích xong cái mạch điện rồi, ok chưa? Đấy, mạch điện của chúng ta sẽ là như vậy. Đấy. Và bây giờ chúng ta viết led, viết cái chương trình để điều khiển cái mạch này, được chưa? Thì ta viết như sau. Đầu tiên là các bạn bấm phải chuột, các bạn chọn cái này, nó sẽ hiện ra cái dòng này, đúng không? Nhiều bạn không biết cái dòng tắt này thì mình chỉ cho nhé. Sau đó bạn gắn chân led 1 chính là board B3.0, gắn led 1, đúng không? Gắn led 2 chính là chân B3 1, đúng không? Tiếp theo các bạn đặt biến cho nó inside in ABCD N IK gì đấy, thì các bạn muốn thêm bao nhiêu biến bạn cũng được, không dùng cũng chả sao, đúng không? Tiếp theo là bạn đặt mảng, ta gọi là mảng ít, mở ngoặc vuông ra, đúng không? Đóng ngoặc vuông lại bằng không biết C0. Tại vì sao là không biết C0? Vì cái con trang, cái con led bài đoạn mà chúng ta dùng trong trường hợp này chính là con led chung, tức là dương chung. Đấy, A mốt chung, không ít F9, không ít A4, không ít B0, không ít 0999, không ít 92, không ít 82, không ít F8, không ít 80, không ít 90, đúng không? Tiếp theo là ta sẽ khai báo hàm trễ cho nó, đúng không? Hàm tạo trễ cho chương trình. Đấy. Thì cái hàm tạo trễ nó là như thế này. Và ta bắt đầu viết vào chương trình chính. Đấy. Volume là cái hàm của chương trình chính, được chưa? Nguyên một là vòng lặp vô hạn.
không hạn định đúng không? Ở đây ta lại xét về giả thuật. Ở đây nó có một cái giả liên quan đến giả thuật, mà nếu các bạn không nắm chắc giả thuật, các bạn sẽ không làm được cái viết được cái chương trình này, đúng không? Đầu tiên là các bạn mình nói lên giả thuật nó như thế này nhá. Đầu tiên là các bạn phải viết gắn cho một cái chân V0 của nó, mà nếu nó là giá trị bằng 0 thì nó sẽ đổi từ 0 thành 1 và ngược lại, đúng không? Và bước tiếp theo là ta sẽ cho, nếu trường hợp mà ta giả sử nhé, giả sử cái trường hợp mà đảo đi đảo lại ấy, từ 0 sang 1, 1 sang 0 ấy. Nếu mà trong trường hợp bằng 0 thì nó chính là đếm tiến, trong trường hợp bằng 1 nó là đếm lùi. Bây giờ chúng ta vào lần lượt, đúng không? Lần lượt. Bây giờ này, bây giờ vấn đề quan trọng là các bạn phải tạo hàm quy định cho con nút bấm nghĩa là khi để bình thường thì nút, nghĩa là khi mà ta chưa bấm ấy thì nút bấm là 1, còn nếu bấm nút bấm thì sao nào? Nếu ta nút bấm thì sao? Thì sẽ là giá trị 0, đúng không? Như vậy trong trường hợp này, đúng không? Trong trường hợp này thì ta sẽ tạo một cái hàm cho nó đây. Đấy. Ta giả sử ban đầu nếu B1 bằng 0, đúng không? Ban đầu thì cái B1 đây, mình xem cho các bạn xem lại cái B1. Cộng B1 đây, khi mà ta chưa bấm, đúng không? Là chỗ này nó bằng 0. Còn khi ta bấm, từ từ ta bấm một phát, chỗ này là bằng 1, đúng không? Vậy thì ban đầu Giả sử giá trị nút bấm bằng 0 giả sử ban đầu nút bấm có giá trị bằng 0, đúng không? Và ta sẽ tìm được ta sẽ dùng lại một khoảng thời gian là 500 ms, đúng không? Rồi nếu bằng 0, nếu mà bằng 0, nếu mà bằng 0 thì ta sẽ bấm để cho nó bằng 1 và ngược lại nếu nó bằng 1 thì ta bấm để nó bằng 0. Rồi, ok chưa? Ở đây là mình đã hiểu rồi cái gì nữa. Và bước tiếp theo là ta quy định vòng lặp lùi và tiến trong trường hợp ta bấm nút bấm. Còn ở đây chính là trường hợp ta quy định giá trị 0, 1 cho nút bấm
không? Còn đây là ta quy định vòng lặp lùi tiếng. Vòng lặp lùi tiếng. Ok chưa? Nếu trong trường hợp này, nếu mà nút bấm, tức là K đấy, K là cái giá trị của nút bấm đúng không? Mà bằng 0 thì vòng lặp sẽ tiến lên. Thì N chính là vòng lặp sẽ tiến. Không, N chính là cái số cụ thể mà đúng không? N chính là cái số cụ thể chứ không phải là cái vòng lặp, mình nhầm. N là số cụ thể. Vòng lặp sẽ tiến lên. Ok chưa? Vậy thì trong trường hợp nó tiến lên thì nó sẽ chạy từ, nếu giá trị của N bằng 30 thì nó sẽ giảm xuống còn 1, đúng không? Và không có trường hợp ngược lại, được chưa? Ở đây cái giá trị này ta có thể thay nó là 40, 50 hay 60, tùy trường hợp mình lập trình, đúng không? Tùy trường hợp lập trình, muốn lập trình ra sao thay đổi chỗ này, N mình muốn thay đổi là 2 hay 3 hay 4 gì đó đều được, nhưng ở đây mình cứ cho là 1 đi, được chưa? Đây là vòng lặp. Đến tiếp, đúng không? Nếu đếm tiếp, đếm tiếp. Còn đây nó sẽ đếm lùi nè. Đếm lùi thì ta sẽ thấy nếu mà K bằng 1, đúng không? Tức là, hay ta nói tức là nút bấm, giá trị của nút bấm và ở phía trên đấy, nút bấm bằng 1 thì ta sẽ có được điều gì? Thì cái vòng lặp sẽ đếm lùi nó sẽ giảm xuống n sẽ bằng n trừ 1, được chưa? Ồ, tới đoạn này đúng không? Tới đoạn này ta quy định cho nó này, ta quy định cho nó nếu mà số ta đang chạy ấy là 1, đúng không? Thì nó sẽ giảm xuống giảm xuống 30. Cái đoạn này như mình có vấn đề gì đó, các bạn xem thử ráng soi xem thử nó có đoạn này nó có gì sai không, có gì sai không. Đúng rồi đấy, thì ở đây ban nãy mình có nói sai của đoạn này, các bạn có tính không, để nhận ra không? Nếu giá trị nó bằng 30 thì nó không phải giảm xuống còn 1 mà là nó sẽ quay lại giá trị bằng 1. Quay lại giá trị 1 để cho nó còn đếm tiếng lên, đúng không? Để đếm tiếng lên.
còn cái này nó sẽ tăng lên. Sẽ quay về 30 để lùi, không? Để nó đến lùi chính là n sẽ bằng n trừ cho 1, được chưa? Cái vòng lặp tiếp theo của chúng ta là chúng ta phải quy định đơn vị, hàm đơn vị. Hàng chục cho chương trình, được chưa? Thì ta quy định là ta giả sử ta gọi nó cứ đi đi, nếu y bé 24 thì y tiếp tục tiến lên, đúng không? Nó sẽ y tiếp tục nó sẽ xếp lần lượt 0, 1, 2, 3, 4 cho đến 24 là nó sẽ dừng lại, được chưa? Sau đó ta quy định cái B3 đâu chính là cái nào? B3 đây. B3 chính là cái mà chúng ta nối vào cái con trang đấy. Nối con trang đây này. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Nhìn vào con rõ chúng ta thấy đấy. Nếu B3 bằng, nếu B3 là bằng 1 thì sao? Thì B2 sẽ bằng chia mà chỉ lấy phần nguyên, đúng không? Tức là cái số đếm đấy, số đang đếm đấy, nó sẽ chia cho 10, nó sẽ lấy phần nguyên chứ nó không lấy phần dư, đúng không? Và nó sẽ dừng lại sau 1.000 giây, được chưa? Còn trong trường hợp nếu B3 mà bằng số 2 chính là gì? Số 2 chính là 0 1 0, đúng không? Đây chính là 0 1. Đấy, cái này chính là 0 1, này chính là 1 0, thì nó sẽ, anh chết rồi, cái bảng này phải ở trên cơ, nếu B3 bằng 0 1 1 0 chứ, thì nó sẽ có nghĩa là nếu mà B3 ấy ta xét cái con, nghĩa là ta suy ra được điều là ta đang xét cái con, nghĩa là đang xét led 7 đoạn thứ hai, thì lúc đó sẽ B2 sẽ bằng x, tức là bằng cái giá trị mã này, ta gắn hơn được cái lấy quốc cái giá trị mã luôn, bóc cái giá trị mã này quăng xuống, đúng không? N là ta cho giá trị ban nãy đấy, n sẽ chia lấy phần dư, đúng không? Ta dừng lại sau một khoảng thời gian, được chưa? Bây giờ ta thử ta dịch xem thử nó như thế nào, mình sẽ cho các bạn biết cái kết quả của nó, được chưa? Đấy, dịch nè, đấy, ok chưa? Và bây giờ ta lấy file hết, có bạn nào chưa biết lấy file hết ra không nhỉ? Có bạn nào chưa biết lấy file hết không? Các bạn chắc mới vào chắc không biết, đúng không? Đầu tiên là các bạn nhấn vào đây, sau đó nhấn tiếp vào biểu tượng này, các bạn bạn chọn thật anh là 12 nhé. Sau đó bấm vào Output, click vào Create File hết, chọn OK. Sau đó các bạn muốn tìm file mà file hết được tạo ra, đúng không?
các bạn sẽ nhấn vào Adbook Select Folder đây. Đấy, các bạn kéo xuống để mình xem file có được tạo ra không. Có vấn đề gì nhỉ? Nó không có file hết. À đúng rồi, ban nãy mình quên, ban nãy mình quên các bạn ạ. Ban nãy mình phải nhấn vào đây, được chưa? Rồi mới nhấn tiếp. Click rồi, click rồi đúng không? Ok chưa? Chọn Output Select. Đây, có file hết rồi đây, thấy không? Như vậy các bạn phải nhớ một điều, trước khi mà chúng ta tạo file hết, chúng ta phải nhấn vào biểu tượng Builder hay là có dấu F7 này đấy, hay chúng ta nhấn F7 thay cho phím này rồi đấy. Ok chưa? Và bây giờ làm nào file hết cho nó. Chúng ta, bạn nào chưa biết nào file hết không nhỉ? Chúng ta nháy đúp vào, chuột vào đây, chọn cái biểu tượng này, có Chrome file này, ta chọn cái thư mục mà ban nãy chưa, thư mục ban nãy chưa là desktop đúng không? Mình lưu vào desktop đấy. Rồi các bạn nhấn ok cho nó chạy xem thử nhá. Đấy, thấy không? Bây giờ ta nhấn nhấn nút bấm thì nó sẽ chạy. Đấy, đến 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Nó chạy đến giá trị 30 là hết rồi. 30 là nó sẽ quay lại. Một khi ta nhấn nhiều nút bấm này, nhấn nhiều nút bấm đúng không? Đấy. Ok chưa? Như vậy mình vừa trình bày cho các bạn xem cách thức để lập trình cho cái con led bảy đoạn dùng trang và dùng button, một con button.